Tên giáo sứ Sơn Lộc. Giáo sứ Sơn Lộc đón mừng tăng chánh xứ. Vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 16 tháng 7 năm 2018, Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giống một giáo phận Phú Cường, đã đến giáo sứ Sơn Lộc để dân thánh lễ tạ ơn và chủ sự nghi thức nhận sứ vụ chánh xứ mới của cha Du Xe Nguyễn Văn Thân. Rước đoàn đồng tế có khoảng 500 các em thiếu nhi thánh thể và bà con giáo dân của hai giáo sứ Sơn Lộc và Minh Thạnh, quý tu sĩ, khoảng 40 cha trong giáo hạt Củ Chi và Bến Cát, quý cha các dòng lân cận, sau cùng là Đức Cha Du Xe. Thánh lễ hôm nay mừng kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, bổn mạng giáo xứ Sơn Lộc. Đức Cha Du Xe đã chia sẻ các nhân đức của mẹ Maria. Mẹ đã chấp nhận chịu đựng tất cả khi thưa lên lời xin vâng. Suốt 33 năm chăm lo cho Đức Giêsu, mẹ đã một lòng tín thác vào việc Chúa quan phòng. Mặc dù với bản tính con người mẹ đã nát tan cõi lòng như lưỡi gươm đâm thâu qua lòng vậy. Giáo sứ Sơn Lộc nhận thức hiệu mẹ vô nhiễm nguyên tội, có ý xin mẹ nguyện cầu cùng Thiên Chúa ban cho giáo sứ được ơn xa lắng dịp tội, cùng các quyến rũ khác. Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện hội đồng mục vụ giáo sứ có lời cảm ơn Đức Cha Du Xe, quý cha đồng tế và cộng đoàn. Với cha tân chánh sứ, Cộng đoàn giáo xứ Sơn Lộc rất vui mừng đón trước cha và xin hứa hết lòng cộng tác với cha. Thánh lễ kết thúc sau phép lành trọng thể, như là dấu chỉ bình an của Thiên Chúa ban cho toàn thể cộng đoàn hiện diện nơi đây, mọi người cúi đầu đón nhận trong tâm tình tạ ơn.